đã mang sương khói trên vai, giọt trăng giọt mực dằm dài xả chi. Lúc hữu vi, lúc vô vi, tuệ không biển hỏa, tùy nghi thể tình. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Hành trình theo dấu chân Phật của đoàn du tăng hành cước Đầu Đà với hơn 100 vị sư Thái Lan, Việt Nam đã bộ hành qua 112 ngày dại nắng dầm sương, trải dài trên 3.600 cây số cả đi và về. Tác giả Tỳ Khưu Chân Tín đã mượn công chữ để diễn tả những điều mắt thấy tai nghe, tuôn chảy thành 32 bài kệ. Trên hành trình ấy, tăng đoàn đã đi qua những thánh tích linh thiêng, luôn nghi ngục trầm hương và âm thanh cầu nguyện, đi qua những bảo tháp to lớn uy nghi rêu phong cổ kính, đi qua những dòng sông triệu nặng phù sa ươm mầm sự sống, qua cổ thành hoa lệ nay chỉ còn là tường siêu gạch vỡ, thương hại tan điệp, đi từ mùa hoa cải vàng tươi sang mùa bông gào đỏ rực trong màn sương mù sớm mai đẹp tựa tranh thủy mặc. Bằng đôi mắt trong veo của vị thiền sinh, cả hai chiều không gian, thời gian, cuộc hành trình cứ thế tái hiện chạy trôi. Trong bụi đất nhìn thấy châu ngọc, vọc chân trong cát cảm nghe cái đau của dòng sông, bước trên dốc đá dốc sỏi mà thương chư tăng thuở xưa, len qua khe đá ở núi Kê Túc thấy hình ảnh vị đệ nhất Đầu Đà, nhưng đồng lại nhất là hình ảnh ông sư ngồi như hỏa đất, hình ảnh ông sư nằm dài trong rừng, hình ảnh ông sư tìm góc khuất để trầm tư, hình ảnh ông sư nhiếp thiền quên ngoại cảnh. Tác giả cứ đi và viết, viết quên mệt, quên đau, quên cả thời gian, để sau cuối nhận ra đây chỉ là sự vận hành tự nhiên của Pháp. Giữa các tương quan liên hệ, các con chữ hiện ra, nhảy múa trên mặt giấy, đông kết lại thành những bài kỷ hoàn chỉnh.